tôi xin được một tiếng đồng hồ để set up sân khấu. Ở đây quý vị được coi là nhờ không có mạng đó, nó không giống như mấy cái tuần kia người ta có mạng, người kia người chạy người ta làm gì làm, ở đây là toàn là thứ thiệt không. Chưa tới Noel mà có cây thông nhiều ha. Rồi hên là chỉ có màn dài màn thôi chứ quý ông mà trình diễn cái kiểu lâu như vậy đây mà chừng 20 màn tắt từ đây tới sáng quá. Bắt đầu, dạ thưa quý vị, đây vở kịch chị Hằng Nga và chú Cụi. Ba mẹ ơi, ba mẹ chạy ơi, ba mẹ chạy kể chuyện trong thư con không? Ừ, để ba chị kể cho con nghe. Ngày xưa ở một miền nọ có một cô gái tên là Cụi. Một hôm như thường lệ, Cụi vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Thì mẹ tới. Thì mẹ đã cứu được mấy con khỉ con. Dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ. Cụi liền đặt gánh xuống, không ngần ngại bớt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già. Màu nhiệm làm sao mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy, thấy có cái lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Nhiều cá. Ông có sống lại không? Chưa.
cái ông ăn mày này nói: trời ơi, cây này chính là cây có phép, cải tử hoàn sinh đây. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây, nhưng nhớ đừng tưới bằng nước quẩn, mà cây bay lên trời đó. Nói rồi ông lão chống gậy đi. Từ ngày có cây thuốc quý, củi cứu sống được rất nhiều người. Hãy nghe nói, có ai nhắm mắt tách hơi là củi vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đầu củi có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, củi lội qua sông gặp sáng một con chó chết trôi. Củi vớt lên rồi dở lá trong mình ra cứu chữa cho nó sống lại. Chó cúng quýt theo củi tỏ lòng biết ơn. Từ đấy củi có thêm một con vật tinh khôn làm bạn. Một lần khác, có lão nhà giàu là ở làng bên hớt hải chạy đến tìm củi. Giúp hả? Giúp cái gì? Chết rồi hả? Đẹp quá vậy. Cảm ơn. Em cưới anh đi. Không. Sao vậy? Anh mập quá à. Mập mập đâu. Sao khác mà. Ok. Cưới à? Vợ chồng củi sống với nhau thuận hoài. Em ấm thì thốt nhiên một hôm, trong khi củi đi vắng, có bọn giặc đi qua nhà củi. Biết củi có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng bằng giết vật, giết chồng củi, cố ý mua rượt người đàn ông, vớt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi. Khi củi trở về, thì chồng đã chết từ bao giờ. Mướn bao nhiêu lá vẫn không công hiệu, vì... Anh ngủ quá, anh ngủ nha. Anh ngủ đi, em... cố ý mua rượt người đàn ông vứt xuống sông rồi mới kéo nhau đi. Bọn già thật là độc ác. Khi cụ trở về thì chồng đã chết từ bao giờ, mướn bao nhiêu lá vẫn không công hiệu, vì không có rượu thì làm sao mà sống được. Thấy củi khóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột mình vào ruột trong của chồng củi, của vợ củi. Củi chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liền mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên người chồng sống lại
và vẫn như xưa. Thương con chó có nghĩa đó. Tao đâu vậy? Em ai vậy? Trời, em đang ngủ, anh làm cái gì vậy? Em ai vậy? Em là vợ của anh mà. Anh không có nhớ hả? Nói gì? Anh mới hỏi em cưới anh mà, anh không có nhớ hả? Oh, sorry. Một buổi chiều, vợ còn đi rừng kiếm củi chưa về, chồng ra vườn sâu, không còn nhớ lời vợ dặn, cứ nhắm vào gốc cây quý mà tiểu. Không ngờ vừa tiểu xong, thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ao ao, cây đa tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời. Ta đảo quá. Cho anh đi trật khăn đi, anh làm cái gì vậy? Vậy, đại mà. Đã chật sẵn, khi lá xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loài chúng. Nhìn lấy mặt trăng, người ta thấy một vết đan rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc cây. Người ta gọi cây đấy là hình và cụi ngồi dưới gốc cây, và cây đó là cây đa. Thưa quý vị giờ thấy đây là mấy cái suy nghĩ của mấy em bé làm nên đó. Mình nói em bé thì cũng phải dưới 16, 17 tuổi.